chào các bác cô chú chị nhé. Chợ Vạn Phúc nhưng mà đi này cũng hơi vắng vì là các bác đi triển lãm tham khá là nhiều. Đấy thì tôi cũng mang cái con này đi chơi, con sành đi chơi. Đấy, mang đi chơi thôi. Bây giờ ra quay một số cây chợ bác nhá. Bây giờ mới tác nghiệp được. Tăng gần xong. Kìa, chỗ chợ có tin chơi. Đây bên này có luôn à? Hôm cháu mang cái hai một cái cây mà nó củ như thế này mà nó chẽ ra hai củ về sao tôi thấy nó đâu bị đèo đẹp này. Xì bút đỏ. Cái cây nó củ nó to như thế này, to hơn thế này này, nhưng mà nó dẹp hơn thế này. Nó có hai củ. Đấy nó là củ kiếp rồi á. Này nó lại có quả này, quả này hình như ăn được đấy đúng không? Quả này ăn được này. Ừ, thấy ở trên trên mạng nó ăn quả này này. Ăn được á? À? Nở hoa, có hoa quả rất hay. Hay nhỉ, thiên tuế. Như trứng, như bọc trứng. Đấy, quay khu vực mini của nay không mang con đi, có khi lại múc luôn. Bà con mà khoe ở nhà ấy. Xanh năm bè đến một chi nó mang mà đẹp lắm. Không mang ra đây. Làm mô độ khó đẹp lắm. Cái xanh kia cũng được đấy. Cái tay kia để cho cắt bỏ làm đéo tay dưới. Tay dưới để cho nó đi dẻo. Thì thôi gần đây cắt đầy đẹp. Nuôi cái này cho nó đầy sẹo thôi. Để chứ không thì cho nó phen bỏ rồi. Đây được rồi. Bỏ đi mà. Cây chơi ba tôi chán nhỉ. Là dạ. Cái này hoa gì đấy? Hoa súng ấy. Tuấn kỷ niệm. Không có... cây Tuấn kỷ niệm để chơi. Tuấn lúc này nó màu đi rộng rãi đấy. Không mà... đấy. Nhưng mà lại tích xanh mấy. Con người nó không pháp thế nào, con người này. Nhìn nào. Sau cho làm đẹp cho lại mang đến đấy. Để mà chơi. Cháu thì chỉ thích làm cho người khác đẹp. Ông cũng ấy đấy nhưng mà nói chung là khá giả hơn. Cái dưới của chú cơ bản là ông ấy hết chút đẹp. Còn cái cây như giờ trên nhà lên xem cũng tốt và đứng. Hôm qua nó còn tao sang. Tao thế nó bỏ chờ em cứ gì sang mà con không chở cái đéo đi mình làm. Hôm rồi ông chở cái sung này về mà phải giặt đi bao nhiêu cây. Cái sung hôm đấy của tên hai này. Hôm nay chở không rõ ai mấy. Chậu trước vào nó cũng kinh thông lắm. Chẳng phết đấy. Cây này thì bao nhiêu tiền chị? 6 triệu. Khỏe lắm, sâu khỏe. Nó già lắm nó mới có quả chứ. Không đạt kìa. Nhìn như một ổ trứng gà. Trứng gà. Không đi triển lãm Hà Nam chú. Xa quá. Trước đi chợ Sách Tây nhưng mà chẳng có gì. Hóa à. Tại Tâm Lộc. Quả này. Chơi này rất hay. Quả cái này tiền. Dạ. Cái gì cơ? À không, bán gì? Bỏ đây chơi. À chơi thôi chứ không bán. Cháu chẳng kỹ quá rồi. Cháu gửi bỏ cái đấy. Bỏ loa bỏ. Vâng. Định bỏ ra nhưng mà bây giờ chạy đi làm. Ném cái đấy vào đấy lại hút khách. Đi quế này kinh đấy nhỉ. Cây này hay trong bà này bán kinh lắm. Bà bảo toàn chục triệu chiếc tiếp. À vâng. Đẹp nhỉ.
mấy cứ gửi em xem. Nguyệt quế. Nguyệt quế. Mua biết. Trả bao nhiêu tiền? Nhìn nó như cái trống ấy mày, tròn xoe, nó khỏe, ngoài nó khỏe, trống rất khỏe. Nó mọc, nó toàn mọc ở trên núi mà, núi đá. Như cái củ này là bao nhiêu tiền? Ông nào nhà nhà quan chức chơi này hay. Đây là hoa rồi mới cắt đi cho nó lên mà. Vâng. Chơi này rất dễ. Dễ. Hoa nhìn nhìn lộc lá hoa. Nguyệt quế này bao tiền? Và đi sang bên này. Đấy, tác nghiệp. Vừa bảo cái này là bao nhiêu nhỉ? Đẹp đấy, 2,5 đồng. 2,5 đồng. 2,5 đồng của mình dành. Về thế. Đây cái đề à? Cái sang dầu. Cái đấy hoa đẹp lắm. Sang dầu. Cây này chơi là có lộc đấy. Cây này bao nhiêu? Hả? Sang dầu. Sang dầu. Chơi lộc lá sang dầu. Trân châu. Trân châu phát đổ. Bao giờ cho nó có hoa? Có chứ. Này già này là đây, đang gân lộc đây. Anh nhìn đang gân lộc chưa? Già, cái này già lắm. Già lắm. Cái gì đây? Đây cái chân trâu. Đây cái chân trâu. Đây là cây cơ muội. À, rút lá anh chả nhìn rõ. Ờ đúng không? Cây cơ muội. Cơ muội bao tiền chị nhỉ? Đây 2,5 triệu. Đây này là 3,5 triệu. Cái chân trâu là bao nhiêu tiền? Đâu? Trâu. 1,5 triệu. Mun. Mun là bao nhiêu tiền? Mun kia hôm trước bảo... À không? Cây, cây, cây đấy. Con cây hổi kia. Đá mới đẻ. Hổi á? 1,8 triệu. Còn hàng quái nhỉ? Ừ, đấy ạ. Cái gốc rồi cắt này. Đấy, chơi cây đấy nhà có lộc đấy. Sang giàu mà. Tên nó đã... Cái sang giàu. Tên nó đã ấy rồi. Lục lá rồi. Lá đỏ chóc. Cứ mọc lá toàn là đỏ chóc. Còn hoa của nó như cái này đấy. Nói chung là mình để dâng nó nhanh có hoa được. Để thấy ra lâu có hoa. Mẹ. Đấy hả? Rành rành này. Hoa đẹp lắm. Thơm. Lên thì thô quá. Cái này nó ít lắm chứ còn nó nhiều đâu mà. Anh Dũng người trong này anh mua 2 cây. Sang dầu. Đây hoa nó đổi màu. Anh vào mạng có không? Cái này hoa nó giống hoa Trạng Nguyên. Đẹp, đỏ hơn, đẹp hơn. Màu đẹp hơn này. Cánh nó đẹp hơn nhiều. Củ kiếp quái ghê. Đẹp. Mùn đen ốp đá thủy, sống rất dai. Dòng này sống rất kinh. Đấy. Dành to. Sang chỗ lập xem có cái gì mới không. Bác đi triển lãm Hà Nam hết rồi.
ngay bán cũng nhỉnh nhảng lắm, chủ đi lang thang. Đây có hai cây túc đẹp, rất đẹp, nó chót luôn. Kia toàn cây cũ luôn. À đây là cây giống cây sử quân tử, hoa sử quân tử thân leo. Rất quá. Hôm trước là nhận được tiền rồi đúng không ạ? Ông Ngọc Mai. Cái này có phải hoa chùm chùm đúng không nhỉ? Sử quân tử đúng không? Ba tiền cái này. Còn cây này. Hôm nay lấy được cây nào sao? Mỗi cây đều 2,5 triệu. Sử quân tử và hồng ngọc mai đều hoa. Sử quân tử. Sử quân tử ấy, 2,5 triệu. Đây là cái gì nhỉ? Đây là hoa sử quân tử mà nó chụp chùm mà đúng. Đó, cái hoa sử quân tử mà nó leo leo lên ấy. Giống cây hoa ti côn ấy. Là cái quái nhỉ? Hay thế, quái gốc đúng. Mỗi hôm cũng đem một cây anh nhỉ? Rất nhiều quốc khổ. Đẹp. Được dài đấy, được dài nhất chợ đấy. Này chắc phải... Này chắc phải 4 năm củ anh nhỉ? Ừ. Còn những hàng khủng không? gặp thợ thế đấy. Rồi để sang khu vực khác quá nha.